nhà đến với kênh Lê Linh Miền Tây. Chúc cả nhà ngày mới an lành và hạnh phúc nhé. Hôm nay Linh chia sẻ bữa cơm gia đình của Linh với ba món cả nhà. Món canh, món thịt kho và món rau củ luộc. Cái này thịt Linh bầm ra nấu canh bầu á. Còn đây là thịt heo Linh lựa thịt, chọn thịt ba gỏi á. Linh sắc ra Linh kho tiêu, bỏ thúy hành lên cho thơm á cả nhà. Còn cái này rau củ luộc Linh luộc củ cà gót nè, khổ qua với bầu á. Sẽ chấm rau củ này Linh chấm mắm chua ngọt á cả nhà. Giờ mời cả nhà ăn cơm cùng với Linh nha. Bữa cơm nào cũng có một mình nè cả nhà. Tại vì khi Linh làm clip á, Linh chỉ làm quay một mình nè, không có quay nguyên cái gia đình. Nên ăn bữa cơm quay Linh chỉ quay một mình Linh nè. Ăn cái rau này, củ cà gót này chấm nước mắm chứ. Củ cà gót luộc chấm nước mắm ăn cũng ngon cả nhà. Đây là lần đầu tiên Linh ăn luôn. Củ cà gót thì nó ngọt. Ngon quá. Ăn rau củ trắng ngon. Ngoài trời ẩm âm u vẫn muốn mưa nữa cả nhà. Nó tối lại rồi. Cái miếng canh canh bầu nấu với thịt nó ngọt. Giờ xem video của Linh thấy thích thì cho Linh một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà, để Linh có động lực làm video tiếp theo nha cả nhà. Linh chấm cái nước thịt kho này. Thịt này Linh bận nay ăn cơm mà trời không mưa đó nha. Nên hơi ồn. Lấy đồ vô. Biết hết bão chưa mà mưa, cứ mưa hoài.
rau củ luộc nè, ăn ngon nãy giờ Linh ăn rau củ không à. Cơm Linh ăn chén cơm á cả nhà. Này chén là no với ăn đồ ăn thêm á. Chứ Linh cũng không ăn cơm nhiều được. Ăn chừng chén hơn chén là dữ rồi. Mỗi lần Linh quay Linh cũng ăn có một chén cơm mà cả nhà. Video của Linh đến đây xin khép lại nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Linh trong thời gian qua, mong rằng cả nhà luôn luôn ủng hộ Linh trong những ngày sắp tới nha cả nhà. Video của Linh đến đây xin khép lại. Xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo.